Phiên bản này là phiên bản cũ hơn cả phiên bản 7 phần 7 mà mình mới giới thiệu cho các bạn hôm qua nữa. Cho nên là chắc chắn là cái gameplay cũng như đồ họa của nó sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều nha các bạn. Sắp tới mình sẽ giới thiệu các bạn thêm phần 8 của Dynasty Warriors nữa. Được rồi. Mode 1, what the fuck, mode 1 là cái gì? Chọn tướng à? Chọn thanh niên này đi nhỉ? Thanh niên này nhìn ngầu ấy. Difficult. Ơ? Mình còn không được chỉnh setting nữa à? 2P, Press S12. À, game này nó vẫn hỗ trợ chơi hai người nha các bạn. Chế độ sẽ là... hát rồi. Còn phải hỏi đúng không nào? At the end of the response. Cái này là cái gì đấy? Cái gì đấy? Chiến luôn á? Really? Ơ, thế thì setting ở chỗ nào nhỉ? Begin battle. Zhang Zhao must be punished for causing this rebellion. One force go east. Gồng chakra này các bạn. We will catch the enemy between us. Đánh là Y này. Z. O là lăn này. Spec chả là cái gì hết. U. H. F. G. T. M là nhảy nhá. Như vậy thì nó vẫn giống với cả cái phần phần gì nhỉ? Phần số 7 các bạn ạ, về cái cơ chế đánh đấm. Và thanh niên này to hơn hẳn so với những người còn lại. Nhìn không công bằng nhỉ? À, thì phần này nó lại hay hơn phần 7 các bạn ạ. Cái phần 6 này bọn nó còn đánh nhau này. Cái phần 7 bọn nó chỉ đứng nhìn nhau thôi. Vậy có thể nói đây là một cải tiến lùi à? Cải tiến lùi của tựa game Dynasty Warriors à? Và mình đang đánh cái quái gì đấy? Được quá. Ai ơi. Tự nhiên ngã. Kỳ quặc. Đi hướng nào đây nhỉ? Mình đang để cái màn hình hơi nhỏ cho nên nhìn hơi khó tí nhá các bạn. Mà ra chỉnh cái setting được không nhỉ? Chỗ nào vậy ta? Connection. Đâu, cái này nó chỉ là cái xem map thôi mà. Return to battle. Battleground. Battlelog. Ừ, làm gì có cái gọi là setting ở đây đâu. Khó hiểu nhỉ? Hãy Alt Enter. Các bạn thử Alt Enter nhá. Còn mình đi chơi đại đi, sợ quái gì. Tránh ạ, tránh ạ, tránh ạ, tránh ạ. Ở đâu ấy? À đây rồi. Mày. Còn thằng nào solid mình đây? Quay người. Mình đang bật cái gì hay sao mà nó... Ông ấn R để reset góc nhìn nữa nhỉ? Ấn R reset góc nhìn nữa các bạn. Mà chỉ góc nhìn trên dọc xuống rồi. Ơ kìa. Đang đánh chém mà. The fuck, vào game kỳ nha. Cái bản đồ bé tí à. Khó nhìn quá các bạn ơi. Chạy vào trung tâm. Chạy lên chỗ cái dầu chấm than đang sáng trên màn hình nhỉ. Nhưng mà xa vãi lúa các bạn ạ. Ngựa của mình đâu nhỉ? Ui lính chạy trong người. Đánh ạ. Quân địch. Chơi như game thế giới mở vậy. Chạy đâu loát map loát đấy. Anh nhìn gao xiang gì kìa. Gao xiang. Ngựa này các bạn ơi. Lên ngựa đi M các bạn ơi. Nó còn chưa loát người ấy này. Máy quả game. Chối thật. Quạt chả. Đây là quạt chả chứ không phải chém nhau. Có cái bánh bao kìa. Nó sao lại quay đầu nhỉ? Không quay đầu được nhanh à? Thế phải dùng phím điều hướng này để mà quay đầu nhanh các bạn ạ. Đó. Chứ còn chỉ sử dụng phím WASD thì nó quay đầu chậm lắm. Quá trả.
Quả trả gaming. Lên Lưu Pi, cái quen nhỉ? À Lưu Pi à? Phải không nhỉ? Lưu Pi, ai ơi? Bị Lưu Pi đánh ngã ngựa rồi. Được chiêu đâu? Kinh không? Dăm ba cái thằng lính quèn vào đây anh quả trả. Send more, please. This is an important gain for our cause. Cắt. Okay, time to move. Ngoài đông quá nhỉ? Mà map nó chả loát gì cả, nhìn chả thấy người mấy. Mà gameplay thì nó vẫn như vậy, nó vẫn nhàm chán những phần mình tự giới thiệu các bạn như phần 9 hay là phần 7 đúng không nào? Cảm giác nó Sida thì quái nào ấy. Giờ mình nghĩ tại sao mình lại chơi game này nhỉ? What the heck? Chơi game là cảm giác nó cái thiểu năng thì quái nào ấy. Chém đến bao giờ mới xong cái màn này đây? Ê, bọn nó chạy đi đâu kìa? Nó không đánh nhau với mình kìa. Đứng lại đây coi. Bên kia, đứng lại. Dư quân à? Đường nào nhỉ? Đường này chắc ở đây rồi. Ê, tướng của nó này. Giang. Chém ba chết. Tướng gì mà cùi vậy? Đông như kiến vậy, tránh đường xem nào. Chen nhau mà đi. Liêu Che Nan. Tên thì đọc khó vậy. Ê, vừa nhảy vừa chém được à? Vụ này mới đấy. Thế được rồi, đó là phần gameplay của tựa game Dynasty Warriors 6. Nó vẫn nhàm chán, nó cứ thiệt quái nào vậy, mình không thể hiểu được. Thì các bạn có thể tải tựa game này về để chơi được rồi nhá. Còn mình sẽ dừng lại đây thôi. Game này không một tí sức hút gì với mình cả. Thì chúc các bạn đã được thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.